xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Uh, video ngày hôm nay là ngày 20 uh, 26 tháng 2 thì uh, Xuân Đình lại tiếp tục giới thiệu đến các bác hai cái bộ uh, dàn 5.1 để các bác vừa nghe nhạc cũng như xem phim tại gia đình nhà mình. Thì uh, những cái bộ này thì nó rất là gọn gàng và xinh xắn, phù hợp cho các bác ở trên chung cư hay các cái uh, căn phòng ngủ, phòng khách nhỏ gọn và cũng cần những diện tích gọn gàng thì những cái bộ 5.1 này sẽ đáp ứng được cho các bác rất là tốt. Thế đây Xuân Đình về được hai bộ. Bộ mà Xuân đỉnh đang test cho các bác vừa thưởng thức đó là bộ đòi lông có model là M370. Đấy. Còn bên bên này thì nó là dòng đà lông M330 thì nó nhỏ hơn 4 số so với dòng 370 này thì Xuân Đình sẽ test từng bộ một cho các bác cũng như sẽ quay chi tiết cho các bác từng bộ một những cái dòng này thì nó có một cái đặc điểm rất là tiện dùng đó là dòng này thì nó là đời cao giải mã 24 bit không mồi để cho các bác cắm trực tiếp trên những thiết bị Smart TV nhà mình nghe nhạc trực tuyến luôn chứ không cần phải qua cái cục giải mã hay là gì cả nữa đây này các bác có thể nhìn thấy rõ này đấy 24 trên 96 này, DTS này đấy giải mã 24 bit đấy các bác cứ cắm trực tiếp uh, trên các cái thiết bị uh, smart tv nó rất là nhiều các cổng vào đây là các đường vào này aux này đấy, dvd này md này hiện tại thì xuân đình đang uh, nó vẫn cắm được các cái rắc av như bình thường để cho các bác sử dụng những cái thiết bị như điện thoại hoặc máy tính thì đều sử dụng được nó hết bộ 5.1 này thì uh, nó gồm có một loa center ở chính giữa này đấy center này thì nó có hai bát này trong này thì nó rất là buồn cười. đó là nó có một cái bát thì gân của nó là gân xuôi, đấy bát của nó là 6cm này, một tép ở chính giữa này, một bát bên này thì nó lại gân ngược, đấy, đấy là đặc trưng riêng của nó nhá chứ không phải là lo nó, nó bị lỗi gì đâu. Mà đây là đặc trưng riêng của nhà sản xuất. về cái bộ bên cạnh này nó cũng như vậy luôn. Đấy. một chiếc âm ly ở chính giữa, dòng này thì nó đầy đủ các tính năng ở trên âm ly rồi và hiện tại về thì không có điều khiển cho nên là các bác sử dụng tất cả các tính năng nó đều có sẵn ở trên âm ly, các chế độ nghe nhạc này, cũng như các đường chọn đường vào này và các chế độ tăng sub bass này, dòng này thì để xuân đình kiểm tra xem là nó có FM hay không, Aux này, Tuner này, hình như dòng này nó Dòng này thì nó không có phần FM đâu nhé Nó chỉ là chữ âm ly bình thường thôi Đấy, nên nó chỉ có đèn các cổng vào này Sang bên này thì các cái đường select chọn này được chế độ này Đấy, surround này, centi, centi TV này à, Núm ở bên ngoài là núm volume to nhỏ này để rất là tiện dùng Còn ở phía bên dưới này thì cũng có bốn chiếc loa tay Loa tay nó cũng rất là gấu nhé Loa tay của nó trở kháng, nó 6 ôm công suất maximum đến 80W một loa và tất nhiên thì những dòng đời cao của hãng Đờ Lông hoặc bất kể một cái dòng gì khác thì, thì nữa thì nó sẽ sản xuất ở các nước khác nhau. Và đặc biệt là với những dòng 370, 380 của Đờ Lông này thì nó sẽ sản xuất tại China. Nhưng đây nó là hàng của Nhật. Và tất cả các cái hệ thống máy móc thì nó sẽ được sản xuất tại China để cái giá thành nó sẽ rẻ đi. Đấy chứ không phải là uh, nhiều khi các bác chơi về đồ nhưng mà các bác không hiểu rõ nhưng cứ thấy chữ China là các bác đã thấy chán nhưng thực chất nó không phải như vậy vì hàng của China nhưng sản xuất cho thị trường của Nhật là một trong những thị trường rất là khó tính cho nên là đòi hỏi người ta à, sản xuất cũng như nắp ráp kỹ thuật nó phải đúng tiêu chuẩn của Nhật thì họ mới được phép nhập nhập khẩu sang bên Nhật để họ bán cho các thị trường các nước à, cũng giống như những dòng như nếu như các bác mà tinh ý ấy, thì đặc biệt nhất như những dòng loa xẹp Vega ấy, loa chung nó tép nó đều của China cả đấy nhưng mà các bác cũng đâu có biết về vấn đề đấy đâu tại vì người bán thì người ta thường thường tẩy cái chữ đi thôi còn những cái bộ 5.1 này thì thực ra China hay là Việt Nam hay gì gì đi chăng nữa thì nếu như nó mà đẹp chất lượng mà hay thì cũng vẫn là rất là ok các bác nhé cái bộ 5.1 này thì nó có cái nồi súp ở chính giữa này và súp của nó là bát 16 ở bên hông Đấy, khi sử dụng nó là súp hơi bốn loa tay một center và một âm ly bộ này thì Sơn đỉnh đang bán với mức giá là 4 triệu 500 nghìn đồng Dòng 5.1 này là một trong những dòng khá là gấu Các bác chơi phòng diện tích 30 m vuông Rất là tuyệt vời luôn Đặc biệt là nghe nhạc cũng như xem phim rất là chất lượng Đây xuân Đình sẽ quay phía đằng sau Cũng như các cái cách thức Để cắm các cái tín hiệu cho các bác Cùng nhìn rõ luôn Sau này thì đây là các cổng kết nối Smart TV qua các đường như DVD AX1, Aux 2 Đây là các cổng quang này. đấy Ngoài ra thì các bác có thể cắm qua đường AV Như Xuân Đình đang sử dụng đây Đấy thì cắm qua đường MD này hoặc DVD đường tab thì các bác cứ nhìn cái cổng này là cổng in như thế này này các bác cắm được này đấy còn bên này thì nó là các cái đường ra loa thì cái chữ F này tức là lo phông ấy. đấy lo phông này. Lo phông thì nó cũng lo phông bên trái bên, bên phải thì nó ghi là nép và rai này. thì nó FR tức là nó phông bên phải còn FL bên này thì nó là nó phông bên trái chữ C này thì nó ký hiệu của là center viết tắt của chữ cái là chữ C đầu tiên còn chữ dưới đây là surao thì nó là surao bên phải và surao bên trái nha đấy SVK này tức là nó viết tắt của từ sup ấy đây nó sup này SVK đấy thì các bác chỉ cần nhìn thấy thôi còn những cái loa tay này thì bốn cái loa này nó giống nhau rồi nhưng quan trọng là các bác đấu loa center hoặc là đấu đấu loa Phong thì nó đều như nhau thôi không quan trọng về cái vấn đề đấy đâu đấy, là cái mà Xuân Đình đã hướng dẫn cho các bác cách cắm này. Sau này thì có cả đường Priut riêng này. Cái đường này được súp điện riêng nhé Nếu như các bác có xúc điện nữa thì cắm vào đây thì đánh càng lực hơn Và những dòng này thì những cái đường output này Ví dụ như cái đường tap out này Thì khi mà các bác sử dụng cổng quang làm giải mã trên chiếc âm ly này ấy, Thì cái đường output này Bác cắm tín hiệu ở đây để cắm xuống một chiếc âm ly khác à, qua cái phần giải mã của chiếc âm ly này cũng rất là tuyệt vời luôn đấy qua hai đường nhé một đường tap out và một đường md out này Thì hai đường này các bác đều cắm được qua một cái âm lý khác để làm giải mã Bộ này thì Xuân đỉnh đang bán với mức giá là 4 triệu 500 nghìn đồng Còn sang cái bộ là lông 330 này thì nó là đàn em Thì nó nhỏ hơn một chút xíu Còn cấu hình thì nó cũng như nhau và cách thức sử dụng thì nó cũng như vậy cả Đấy nó cũng đều có ba cổng quang Cũng có đường súp riêng trong này thì có hẳn cả thêm một cái đường út cho đường 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 loa sẽ loa, loa phông này Đấy. và loa súp này còn dưới thì vẫn là các đường vào như bình thường các cổng ra này cũng vậy nó đều có chữ cái để các bác cắm qua những cái thiết bị loa center surround thì nó nó đều có các chữ hết nhá loa center thì nó có chữ c này đấy loa surround thì nó phông mới gọi là surround thì nó giống nhau thì các bác đấu loa nào cũng được có riêng loa súp và loa center này thì các bác chỉ cần để ý cái chữ cái của nó là các bác đấu được thôi nó không ảnh hưởng gì cả cái bộ 330 này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 4 ,2 triệu 2 còn bộ 370 này thì có mức giá là 4 triệu rưỡi hoặc là 4 triệu 500 nghìn đồng ấy. Và Xuân Đình sẽ cắm sang cái này để test cho các bác luôn về cái bộ 330 vì tất cả những cái này thì nó đều hoạt động hoàn hảo hết rồi Đấy. Nói chung tiếng của những cái dòng này thì nó rất là tuyệt vời, dễ chịu. Ở dòng này thì kích thước sử dụng nó cũng giống như 370. Còn là đây là các đường chọn đầu vào này, đấy. Dưới này là cái chế độ để các bác uh, sử dụng này, uh, Surround Direct này, Auto này, 5.1 Stereo này. Đấy. các rất là nhiều chế độ thì các bác các bác nếu như nghe nhạc thì các bác để chế độ Stereo. Đấy. thì để nghe nhạc. Đấy, còn rất là nhiều chế độ các bác xem phim. Còn cái nút to bên này là nút volume. Đấy. Còn uh, cấu hình về loa thì nó cũng như vậy. gồm có bốn loa tay. Một center và một loa sub. Thì loa sub này thì nó lại thiết kế khác đi một chút là bát của nó là bát úp ở bên trong bát úp dưới đất này bát của nó là bát 16 toàn bộ thân vỏ của nó thì xì đề can màu xám loa thì cũng là đều là công suất lớn hôm này thì trở kháng 6 ôm công suất maximum của nó cũng là 80W của loa này đấy bộ này thì nó thiết kế vát vát rất là xinh đấy. còn bộ này thì nó là vuông thành sắc cạnh Bộ này thì cái cấu hình của loa thì loa center với cả loa tay này thì nó nhỏ hơn một chút thì bát của nó chỉ bát nó 4 hoặc 5 cm thôi. Cũng một bát gần xuôi và một bát gần ngược nhé Đấy, tất cả loa thì đẹp xuất sắc rồi. Bộ này thì có mức giá là 4 triệu 200 000 đồng Dalong M330. Còn bên này là Dalong M7370 thì có mức giá là 4 triệu rưỡi. Và như vậy là trong video buổi tối ngày 26 tháng 2 thì Sơn Đình đã giới thiệu cho các bác cũng như báo giá chi tiết cho các bác hai bộ âm thanh 5.1 vừa nghe nhạc vừa xem phim gia đình của, của hãng Đà Nông. À, mọi thông tin chi tiết xuống thoại liên hệ là 0395 727 582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội và tất cả những sản phẩm này Sơn Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Sơn Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.